Rồi chào anh em cô chú nha. Con này thì con thứ hai, cũng gà cục 2501 nha mọi người. Thì con này nó cũng mới y gan như cái con mà đầu tiên nha. Con này nặng cũng bằng ký với con đầu tiên luôn. Quên đọc số điện thoại em 0926784940 nha mọi người. Tại phường 8 thành phố Vĩnh Long nha. Thì con này nó cũng như con nãy thôi. Nó mang cây lam 3 tấc nè. Nó sên lam mới chát luôn nha mọi người. Thì con này thì lam sên nó về không có nha. Rồi em bỏ cái bộ lam sên khác vô. Đó, lam sên bãi nha mọi người. Mà nó đẹp gì nè. Chén thì đã lên chén đồng tiền rồi nha. Con này nó mới khoảng hơn 99% nha mọi người. Mấy con gà này xài thì ít áp xăng rồi đó. Nó là vẫn là 2,6 kg luôn. Máy móc không tật lỗi nha mọi người. Nguyên zin hết. Hàng em bán là hàng tiễn, bởi vậy là có sao em báo vậy nha. Có tật thì em sẽ anh báo có tật cho mọi người thôi. Đó. Chưa đụng tới một con ốc luôn nha. Đây. Vậy thôi. Zin hết toàn tập nha. Không có lô bất cứ món gì. Thì con này em sẽ bán cao hơn cái con kia là 100 ngàn nha. Thì con này nó sẽ là 2,8 triệu. Bởi vì em lên chén đồng tiền nè. Lên bộ lam sên khác nữa nha. Nó mới xài được xích lở. Bởi vậy nó mắc hơn cái con kia một chút. Rồi thì anh em cô chú nào mà muốn chơi hệ VIP và hàng sưu tầm đó thì cứ việc nhắn cái quán nha. Con này thì quá trời ấy rồi, cái bô nó đen nè. Cái bô nó đen cỡn luôn nè. Cái bao lam ghim theo máy luôn nha mọi người. Bán thì em sẽ kèm thay cho mọi người là một cái dũa, một đồ mẫu ghi với một chai nhớt nha mọi người. Anh em cô chú nào mà thích thì nhắn quắn nha. Con số đầu là con số 1, con này là con số 2 nha. Số 2 thì ngay đây nó hơi lật hơn cái con số 1 nha. Con số 1 đỏ đập nha mọi người. Rồi giờ mình test nổ nha. Cộng dây giật nè. Ghiên hết nha, không có thai nha mọi người. Rồi, máy móc thì em sẽ chỉnh cho anh em cô chú mình rất là hoàn chỉnh nha. Còn con này ngoài ra là không có sơn phết gì nha, nguyên bản hết. Nói chung là máy nó đẹp là nó sẽ đẹp thôi. Rồi anh em cô chú nào thích con máy này cứ việc nhắn cho em nha. Nhích nhẹ ra là nổ thôi nha mọi người. Rồi thì em xin kết thúc cái video ngay tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều thật là vui vẻ. Rồi bye mọi người.